bữa đi câu ngồi cớ nò, thuyền cứ đua nhau ra sông Cam Linh, tay tôi tắt máy vừa đà neo xuống, mới có móc mồi thì giông tố đã nổi lên, lấy áo mưa tròn trên vai cho lòng bớt lạnh, đầu đội nón tay tôi liền kêu ca, giữa mênh mông tôi chẳng biết vui ai, tôi chỉ làm bạn với con. Chạy vòng vòng nửa đêm khuya này bằng ngủ quá cô chú anh chị, cho nên hát sàm sàm cho nó đỡ buồn ngủ. Dạ có điều chi không thích thì cũng mong cô chú anh chị cũng bỏ qua, do chạy giờ này nó bằng ngủ cơ, gió mát mát à, nên hát ngờ buồn buồn hát sàm sàm rồi cho. Dạ còn còn 6 lý nữa, 6 lý mấy nữa mới tới chỗ. Dạ giờ bật đèn lên cho mấy anh em ăn cơm. Qua đâu chạy giờ kêu không chạy. Qua nó chạy chạy nước mặt không cho. Giờ đã tới chỗ câu rồi nha cả nhà. Giờ mấy anh em đang xúm lại để bỏ thúng đây. Sửa sàng bỏ thúng rồi chú Tám. Sửa sàng bỏ thúng chiến đấu. Do còn sớm quá nên thấy ít có rõ. Dạ mong cả nhà cũng thông cảm. Tàu mới vừa Hừng Đông à. Dạ xin phép cả nhà kết thúc video một chút quá rồi để tớ phụ mấy anh em để đưa đồ đưa đạt rồi. Đưa mấy cái thùng câu rồi nãy neo rồi xuống cho mấy anh em cho nhanh. Dạ giờ mấy anh em đang xuống đã lấy đồ đạt đầy đủ hết rồi cả nhà. Giờ mấy anh em giấy tứ tung đây. Giờ mình chạy cốc cốc nhẹ nhẹ rồi cho anh em đèn thúng rồi neo đàng hoàng là mình neo. Tháng này đổ lên là có mùa gió bắc rồi cả nhà, chắc cũng hết nam rồi á, tháng 9 rồi mà. Dạ giờ tới neo cái neo dầm neo đầu tiên cả nhà. Cái chỗ đây mà nước không chảy đồ là câu cũng ngon lắm, câu kiếm gạo ngày hôm qua là kiếm gạo hết á.
Ngày qua chú Tám được con cá thu độ 14-15 kg, rốt cuộc có 12.7 kg à. Là bữa trước cũng được con, ông cũng độ 14-15 kg, mình cũng độ cỡ 14 kg, rốt cuộc cũng 12.6 kg. Sao đợt này cá tháng này nó đĩa sao nó nhẹ quá, khó độ quá. Dạ độ rồi có lúc cũng sai sót á. Dạ mong cả nhà cũng thông cảm. Giờ neo đã ăn neo quay ghê cả nhà. Hình như bữa nay nước thấy chảy á. Do ghê nó quay quá mạnh luôn. Neo thì nó cày lết đây. Cày sột đây. Giờ nói ra thêm cho nó cày quá. Cày quá mình phải nói ra thêm cả nhà. Cho để đứng neo quá nó cày. Dạ xin chào buổi sáng cả nhà. Dạ chúc cả nhà một ngày mới an lành may mắn. Bữa nay mình ra lại cái chỗ ngày hôm qua này, là cái chỗ hôm qua đây là chú Tám được con cá thu, bạn Lụm được con cá thu á, giờ ra lại. Bữa nay là dấu hiệu mới neo là biết nó nước nó chảy hơn qua. Ra bài này nước im im vần vần dễ có gạo không cả nhà. Còn bữa nay nước chảy không biết làm sao đây. Cứ nước nó chảy là ra mấy bản này là mình lo quá lo luôn. Ghi đồ câu thì nó dễ rồi, anh em bạn đoàn thúng câu nó khó, kéo neo đồ á. Gặp tờ hơi có lượng nè, em cho bắt nè. Là nó dính neo dính nọc rồi, đi nhổ neo cũng khổ nữa. Có nhiều trường hợp nhổ không lên, phải bứt bỏ cái neo luôn. Đó, cho nên mình cũng lo lo. Dạ mong sao bữa nay anh em đừng ra dính neo hết, để cho có thời gian câu, kiếm đồng tiền chén gạo nuôi vợ nuôi con. Dạ giờ xin cả nhà theo dõi mình câu bữa nay coi ra sao nha. Chứ vào đây rất là mỏng lắm á. Cá thu cái đồ cũng dễ có nữa. Đây hai con mòn đầu tiên của buổi sáng hôm nay. Cầu cho bữa nay được may mắn kiếm gạo, cá lớn cá nhỏ đầy đủ. Chỗ đây là nó thường có giật ta lớn với lợn lộn cá mú đất cả nhà. Chỗ đây nè, nước bữa nay là dấu hiệu nó chảy hơn qua. Chảy hơn qua rồi nè. Không biết trưa đây nó làm sao cho nước chảy cỡ đây câu cũng được. Còn trưa nay thì nó có biết chảy thêm hay không thì chưa biết. Giờ này đi cũng được nước á, nhưng bỏ đạn lớn vô rồi câu cũng được.
cá nó ăn ngon á, bị rớt con như vậy có khi mình bực mình luôn à. Cá đương ăn mình lật đặt lử đử nữa chứ, rồi nó xuống nó rớt, cầu đây nó xuống đi theo đùm cướp nó rớt, rồi lo sợ là cá nó đương ăn nữa chứ. Rỉ được đầu giật hụt là hết một con mờ, bỏ xuống lại là mình còn một con mờ mình canh canh mình giật được con, tự mình hai lữ nó hai con mờ đó. Đây cũng con giật ta nữa đây. Gặp dầm gặp chỗ là mừng lắm, kéo đồ mong có tiền. Đi câu mà bữa không may là giờ và chỗ nào cũng chút ăn phá mồi, ăn giật không được. Lâu lâu được con cá lớn thì sức đó. Là thôi mà là bữa đó nó dở biển. Đây giật ta nữa sao, giật ta nữa đây. Dầm sớm mai được nhiêu đây cả nhà, dầm sớm mai được nhiêu đây,
giờ là không có phải vây mấy giờ neo mà tục ra vài chục sải đó để mình câu. Chỗ này là mình mới vừa tục neo xong đây. Neo ra được con cá đổng cả nhà, được con cá đổng. Dần đây là mới tục neo nè, giờ rộng con cá đổng cho nó sống mà. Xong luôn á cả nhà. Wow, hai neo ăn cứng quá tay luôn à, tưởng đâu bức á. Nhổ cái đỡ ra mới xong á. Đó, ra đây gặp nước chảy là mình ớn vậy á. Chưa đâu, ngày nay chưa đâu nha cả nhà, mới có hai cái à, mới sợ hai cái trời à. Chưa. Thời gian mình ra đây câu gặp nước chảy là thời gian mình còn ít câu không cả nhà. Mình đi nhổ neo nhổ nọc quá tay ơi. Đó là nhổ neo là mình chia sẻ chứ không phải là rên than gì hết cả nhà. Tại vì mình chở câu từ hồi giờ dính neo là chuyện bình thường. Đây con bò da lớn đây cả nhà. Cá mú rồi mau có tiền không cả nhà. Bò da tới 130.000 ký mà. Cá mú thì 101, 102, mau có tiền. Cho nên mình câu con bò da là mình mừng lắm. Cá mó gì đây thì mó hồng mó sáp gì đây. Và còn cá mó đây về để dành để ăn, để nấu canh chua ăn ngon ghê lắm.
cha luôn, bánh cắp cha luôn. Chà bá chú bứ luôn. Wow, khổng lồ luôn nè. Gặp con cá lớn đây cả nhà. Biết cái gì đây? Chứ không phải câu thu nha cả nhà. Cái gì đây nó chạy cũng mạnh đó nè. Gây rút bây giờ á. Cái gai cả nhà. Đỡ khổ. Con này cũng ký rữ rồi cả nhà. Ký rữ mà chạy mạnh ghê á. Bữa nay cũng kiếm gạo cả nhà. Bữa nay cá đây thì kiếm ăn được nè. Mà nhờ con cá mú. Nhờ con cá mú chiên. Đó, nhờ con cá mú chiên đây cả nhà. Chăm sóc nó mình chích rúng chích đồ hết rồi, giờ nó chạy bình thường nè. Con cá mú chiên này có thì mừng thiệt cả nhà, nhưng mà mình rất là lo hồi hộp không cả nhà. Chăm sóc từ đây vô tông bờ bồ chạy bồ chăm sóc, mấy anh em ngủ hết mình bồ chạy bồ thả lái múc nước chăm sóc chứ không có oxy á. Nhưng mà con đây vô tông bờ mà nửa ký á thì kiếm gạo bự không cả nhà. Bá luôn à. Dạ giờ mấy anh em đã cũng về hết rồi. Thôi
thì giờ vớt xuống chạy vô, rồi lát đó mình xuống mình căng con cá mình làm mặt dạng mình xuống mình quay luôn. Rõ lòng nước đây bé nào đừng có cá lại. Thay nước á. Ngày qua đi theo chú Tám, bữa nay đi theo Dượng Văn nó vô, mấy bữa giờ bỏ thúng nhỏ nha. Mong sao con cá mú này vô căng được nửa ký đi. Đây là số lượng cá của mình nha cả nhà. Đó, được con cá gáy này, bữa nay mình độ con cá gáy đăng ký rử thử đúng không nha. Độ thì chính xác không? Ký 3. Ký 3. Một con, hai con, ba con. Nhiều 8 tám năm rưỡi luôn, 8 năm rưỡi luôn. Năm con, 6 con. Có bữa tính bằng xem đây. Bà nhỏ ăn. Con hết luôn đi. Con hết luôn. À, bò da. Cái 9 á. À, cái 9 bò da ra coi ra. Đi vô đi. Ủa, cái này bỏ ra rồi. Bỏ ra hả? Bỏ con này à. Còn nhiêu? Bỏ hai con đó vô tính chị 8. Được. Bỏ con đó vô tính chị 8. Rồi cái 8 giá 13 nha cả nhà, cái 8 bò da. Ồ, cái lù con nào nấy ham luôn. Cái muốn tắm nghe đi. Cũng nhân con nhân ta mà bự không có nào nghĩ nè. Nhân ta con nào cũng lấy mà 4 5 lẹn không à. Ờ chứ sao vậy? Đây. Rồi dập lớn. Cá phiền, cá phiền, mỗi cá phiền vô. Má phiền nè con nè. Ờ tôi có phiền luôn nè. Ừ. Còn đó mấy chị mua cái tính cho nhau hết à. Nhiêu chưa? Nhiêu. Đó rồi, 1 ký 4. À, 1 ký 4 cá lớn giá 60. Bò da 1 ký 8 giá 13. Má có 2 bằng à. Cái đây 258 hả không? À 280. Lên tiếng tí. Rồi đổ hay bao nhiêu? Còn con mà. Có kim hả? Đổ em bảo ba kim số 84 à. Rồi coi tính đủ số ký là nói luôn lần. Thì nè, em đưa giấy chị, đây nè, con Nguyên nè. Này, cái đây là 2 cái nộp vô thành 7 ký nhân 40 này. Con lù nữa hả? 2 cái lù nhân 100 này. Lù cũng hầu nấy. Đó là 250 nha. Cái đây là 250. Cái đó nãy bỏ vô 60. Mép mà. Ký 2 nữa là nhiêu? 50. Là 5 ký 9. 5 ký 9 giá 40. 69. Đồ bọn nào nữa không? 690.000 tổng cộng này nha. Con cái ghế thấy không? Đây em ghi xuống giấy về em ghi tiền tính lại cho nó tính. Chắc ở đây phải tính. Rồi 690.000 rồi xong. Con cũ quá trời.
Cái đây là làm chả. Cái đây nhiêu thì làm? Mấy lạng? 7 lạng. Như vậy. Là 7 lạng 7 chục. Mú. 7 lạng rồi, mà cầm mấy chị. À, mua cá muốn nhỏ nhỏ cái nha, 7 lạng 7 chục. Còn mấy con 2 3 con nữa không? Cái ký mua nhiêu ký tí. Cái ba nhiêu tiền? Cái gan ký 3. Sao? Cái đi bán xong năm rồi. Như vậy. Không có bán hết. Cái gan ký 3. Gáy. Cái gan ký 3 nhiêu? 100.000 ký. Ký 3 130. Nhỏ 100.000. Ký 3 mà nhỏ. Ký 3 130. 150 em. Hôm nay 150 140 rồi, ghi vô đi 140. Rồi 140.000 cá gáy cả nhà, ký 3 140. À, nói để làm chả. Làm chả là con cá mốt. Cái đó là làm chả. Còn muốn luôn 10.000. À, 10.000 mua bắp nỉa nữa hơn á. À, 10.000 luôn. À, 10.000 lụng dụng nữa cả nhà. Muối chiên anh. Cá loại 1 nhiêu ký anh? À, để lượm một này. Bảy lạng dép lắm. Tám lạng trở lại nó mới lấy được mà. Tám lạng. Sao đợt có 7 lạng giờ 8 lạng? Tám lạng từ 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 đào nào đâu chứ. Ba lạng. Ừ. Cây mốt yếu còn 8 lạng yếu. Hai giớt luôn. Không có nó lấy 8 lạng giớt à, nó lấy như tôm vậy. Là con này. Không có bao nhiêu không? Còn nó tính tính 700 rồi. Đấy 6 rưỡi rồi, thì bán 700 tính 6 rưỡi. Ý là 6 tầm rưỡi ngàn con đi hả? 1 ký á. Rớt giá rồi không? Nó yếu có chút yếu rồi mà. Nó cũng như tôm vậy. Mấy này con trong cuốn cái nó mua không được rồi. Thế là đồ cũng bán miếng mà đồ anh lấy có 7 lẻ. Không, nó lộn á, tám lẻ. Tự nhiên bán miếng năm nào cũng đi công. À, cái này cũng bán. Miếng hoa bà xuân đi, ơ mà nói sao lấy được cái chứ mấy hả? Ờ, lúc đầu á, hôm xưa là... Không, lấy 17, 18 lẻ. Rồi sau lại có 7 lẻ. 7 lẻ tôi bán mấy lần mà. Bây giờ lấy trao, lấy xét, lấy lên trao rồi sau ra cá cậu. Rồi đó thì có một bồ đỏ kia. Mấy cái đầu mùa đảo buồn cái gì vậy? Cái đó quay về YouTube hả? À, thôi cái sống rử sống rử nhăn lên hả? Cái là một á là mà đổ vô rồi nhăn lên nhai, đổ vô rộng anh đổ vô dạ con đây được 8 lạng yếu cả nhà. 8 lạng yếu giá có 650.000 ký à. Nếu mà 8 lạng thì được 950.000 ký. Dạ bán cá mú đây được 520. Vô mừng ghê gớm. Giờ hai chồng về cả nhà. Dạ thôi video mình tới đây tạm dừng nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và ủng hộ kênh. Dạ cảm ơn cả nhà nhiều. Dạ chào tạm biệt.